Và một cái sản phẩm mà bản thân Thư cảm thấy là hào hứng nhất trong bộ sản phẩm, 6 sản phẩm này ha, mới tới sản phẩm thứ 3 mà Thư đã hào hứng rồi. Thư biết là chắc chắn trong cái túi đồ của chị em chúng ta sẽ luôn có một chai xịt khoáng, đúng không mọi người? Lúc nào chúng ta sẽ có một cái xịt khoáng này, rồi khi chúng ta đi ra đường nóng nảy hay cái gì đó, hoặc là chúng ta sẽ xịt lên để mát. Hôm nay Thư sẽ giới thiệu mọi người một cái xịt xịn sò hơn rất nhiều. Chúng ta không phải xịt khoáng không nữa, mà đây là xịt dưỡng tế bào gốc của UbiCell. Tên tiếng Anh là dài lắm nha mọi người, UbiCell Stem Cell Mix. Bây giờ mình chỉ quy định đây là dễ dàng cho mọi người, tên gọi của nó là xịt dưỡng tế bào gốc. Bình thường chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đi quay ở ngoài trời nóng nắng quá thì mình sẽ xịt, đúng không? Bản thân lúc nào cũng phải có một chai khoáng. Cái lại bắt đầu khi mà mệt quá rồi đó, buồn ngủ rồi đó, đó xịt vô một cái là tỉnh liền. Nhưng mà chúng đó ta xịt khoáng nó thì làm cho mát thôi, chứ nó không có dưỡng da nhiều. Nhưng sản phẩm này là sản phẩm mà tôi cực kỳ tâm đắc, gọi là cực kỳ thích khi sử dụng, của UbiCell là xịt dưỡng tế bào gốc rất dễ dàng. Thì bây giờ xưa xịt khoáng sao thì bây giờ mình xịt cái đó như vậy. Một ngày một tiếng, ai mà sợ hao quá thì giờ mình quy định ngày mình xịt 3 lần thôi. Còn ai mà có điều kiện thì bây giờ cứ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ mình xịt một lần ha mọi người. Cho mọi người, khi mà chúng ta xịt khoáng, mọi người đừng có tiếc mà chăm chăm xịt thẳng vô mặt nha. Tưởng nó không có nhiều, nó lại không hiệu quả. Chúng ta xịt lúc nào mới để cái cự ly nhất định như thế này và xịt. Đó, thấy vậy chứ nó vô hết á. Đó. Và cái sản phẩm này thì có các thành phần nano từ tế bào gốc đó bào chế ra. Và mọi người thấy không, nó rất là tiện lợi và rất là đẹp khi chúng ta đem theo vậy thôi. Và cái dung tích nó rất là lớn, nó tới 120ml. Và thật sự nếu mà mình xài maximum á thì chúng ta có thể xài trong vòng khoảng 2-3 tháng. Đó, là xịt thả ga luôn cho mọi người. Xịt. Đừng nói Thư ghiền, cứ lại xịt nữa.